mấy ông à, mấy ông đang sống trong cảnh sung sướng thì ráng mà đánh giặc, để mất nước là toi hết. Rồi ông cho quân đi giữ các nơi hiểm yếu. Mọi người nghe hịch tướng sĩ xong, máu dồn lên tới não, tattoo hai chữ sát thác lên tay, thề chơi khô máu cho quân giặc. Nhưng lần này Mông Cổ quá sức bá đạo, quỷ diệt như sóng thần, quân Cần dở dụng trước sự càn quét dữ dội của địch. Từng bước tướng lên ngựa chạy, giặc phía sau đuổi gấp. Khi gần tuyệt vọng thì ông thấy Yết Kiêu vẫn còn kiên nhẫn đứng trên biển đợi mình. Ông kêu to: Yết Kiêu, cứu ta! Chúa công, mau lên thuyền! Trần Quốc Tuấn tung mình khỏi lưng ngựa. Yết Kiêu giương tay ra cầm chặt lấy tay ông kéo lên. Vua Mông Cổ tức tối bắn tên, nhưng hai người đã đi xa khuất. Đây là Yolo giống khu E nè. Mít thai nè. Đó. Thấy chưa? Bên kia của Tam Sư Tí Dảnh, Tam Sư Hà Thọ, Tam Sư Bí ở đây, còn ở kia. Đó, khu E bữa thuốc trồng đó, ngày 20 tháng 6 âm lịch. Hay lé không? Thời tiết cái nắng nóng cho nên cái bông nó lên chậm. Nhưng mà cái bông gốc nó lực thì mai mốt cắt cửa lên cho thấy. Đây đó lá tròn nè, thấy không? Lá tròn đó. Giống mé đại đó này nọ là chia cho vơ hương rất là nhiều, trồng lắp hết xong bắt đầu mà sức ngồi tỉnh rõ nét gì làm ăn cái gì phải chứng thực rõ ràng chứ không nói tầm bậy bẹ được, không phải kiểu mà nôn bán cho người ta không chứng thực là mai mốt cái lỡ sự cố gì cái là đạo thừa đó. Do phân do tay chăm tay chăm không kỹ này nọ, cái đoạn đại đó lá dài của khu y tế yểu. À, khi thì từ góc này đi xuống bên kia là của khu Ít Quang Dương Quế, nằm ở dưới chậu tâm lầm. Mặt này của khu Ít luôn, bên mặt kia là giống khu bơ của Ba Trí. Đoạn dưới kia là của Dương Quế, khu Ít Dương Quế, khu E Long Thư cũng nằm bên kia một bên kia. Đây là hàng của khu Ít Quang. Mỗi cái cơ sau nước nè, Dương Quế nằm dưới kia, dưới Long Thư nằm dưới kia luôn. Còn bên đây cũng chọn 15 của Dương Quế. Thấy đá đèn chưa? Còn chậu 15, chậu 60 đang chia lưới của khu E Long Thư. Giống mé đều lên đó. Để dâm nè. Chuẩn bị trồng xong bao nhiêu là sức cho khách hàng miền Tây. Chứng thực rõ ràng cho anh em thấy, thấy rõ ràng chưa? Làm ăn cái gì phải cốt yếu rõ ràng, có thật vượt đạo chứ không phải đơn giản. Chẳng sức bán giống mé này nọ tại bị cái gì đó là tìm cách biện minh, giống với trồng trước mà sức sau, làm cái gì chắc cái đó, không chắc thì không làm, sức biết bao nhiêu năm rồi. Những người giỏi nhất là quy tụ ở nhà hết, còn những bất hảo thì ở nhà không có quy tụ, dạt ra hết. Giống giờ rõ ràng rõ nét rồi đó, để đó dở lắm, cắt cơ nó bọng hay này nó bị gì đó nó xì ra liền. Còn như gì là im ru rồi đó, không? Còn đó nó nắng nó vàng bình thường mai mốt lên. Thì rõ đèn chưa? Nhìn cái giống chuẩn nó không nhìn biết là nó vàng như gì nè, nhưng mà nó lên vừa đó. Rồi.